Thưa quý vị, trang AviaPro đưa tin, quân đội Nga đã tiến hành một vụ tập kích bằng tên lửa vào một căn cứ không quân của Ukraine tại tỉnh Tomensky vào hôm 29 tháng 5. Theo các nguồn tin của AviaPro, vụ tập kích đã gây ra một vụ nổ dữ dội tại căn cứ không quân này, qua đó phá hủy ít nhất 5 máy bay chiến đấu của Ukraine. Nhiều cơ sở vật chất tại căn cứ này cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. AviaPro cho biết, vụ tấn công này đã được chuẩn bị từ trước với mục tiêu chính là phi đội máy bay chiến đấu Su-24 của Ukraine. Aviapro cho rằng vụ tập kích tên lửa hôm 29 tháng 5 của Nga vì vậy được thực hiện nhằm đáp trả các vụ tấn công của tên lửa Storm Shadow từ Ukraine trong thời gian qua. Sau đó, phía Nga cũng chính thức thông báo việc phóng tên lửa tầm xa nhằm vào căn cứ không quân Ukraine trong đêm, phá hủy hàng loạt khí tài của đối phương. Tướng Konashenkov không tiết lộ các mục tiêu cụ thể của đòn đánh, nhưng cho biết nhiều sở chỉ huy, đài radar, khí tài không quân và kho chứa đạn dược của quân đội Ukraine đã trúng tên lửa. Văn phòng tỉnh trường Kamenitsky ở miền Tây Ukraine cùng ngày thông báo nhiều mục tiêu quân sự trong khu vực đã bị tập kích. Cơ quan này cho hay, chúng tôi đang nỗ lực kiểm soát đám cháy ở các cơ sở lưu trữ xăng dầu, chất bôi trơn và đạn dược, cũng như tìm cách phục hồi một đường băng. Ít nhất 5 máy bay đã mất khả năng hoạt động. Đây được coi là động thái khác thường do giới chức Ukraine thường không công bố thông tin cơ sở quân sự trúng đòn tấn công của Nga. Tỉnh Kamenitsky là nơi đặt sân bay starokop một trong những căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine trước khi chiến sự bùng phát và được cho là điểm đóng quân của phi đội cường kích Su-24 trang bị tên lửa dẫn đường Storm Shadow do Anh viện trợ. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng thông báo cơ sở hạ tầng ở thành phố cảng miền nam Odessa bị cháy trong đòn tấn công, nhưng chưa tiết lộ mức độ thiệt hại. Kênh truyền hình TSN của Ukraine cũng đưa tin nhiều vụ nổ được nghe thấy ở tỉnh Lvov ở miền Tây và Poltava ở miền Trung. Còn tại thủ đô Kiev vào sáng 29 tháng 5 cũng bị tập kích hai lần, đánh dấu cuộc tấn công thứ 16 nhằm vào thành phố này trong vòng chưa đầy một tháng. Theo ghi nhận của phóng viên Guardian, chưa đầy 5 phút sau khi có báo động vang lên, Kiev dung chuyển bởi ít nhất 11 tiếng nổ cực lớn. Đây là khoảng thời gian ngắn bất thường kể từ lúc có báo động kích hoạt đến khi tên lửa UAV tiếp cận thành phố. Cuộc tập kích diễn ra giữa ban ngày khác với hầu hết các lần trước đó. Còn tại Bakhmut, lực lượng đổ bộ đường không và các đơn vị bộ binh cơ giới của Nga đang tiếp quản các vị trí ở thành phố này để thay thế lực lượng Wagner đã rút quân. Ông Shakhid Charavati, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền đông Ukraine thông báo hôm 29 tháng 5 rằng Nga đang luân chuyển các đơn vị của mình ở Bakhmut nhằm thay thế lực lượng Wagner. Các đơn vị lực lượng đổ bộ đường không và bộ binh cơ giới đang tiến vào Bakhmut. Chúng tôi biết họ là đơn vị nào, chúng tôi biết chỉ huy và khả năng chiến đấu của họ. Cùng ngày, ông Jan Gagin, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk Lykhai cho biết, quân đội Ukraine không cố gắng giành lại thành phố Bakhmut nhưng vẫn tiếp tục nã pháo vào vùng ngoại ô phía tây thành phố. Ông Gagin chia sẻ trên truyền hình rằng quân đội Ukraine đang ở một khoảng cách khá xa so với thành phố và tiếp tục tìm cách tấn công bằng pháo binh, tức là họ không cố gắng tiến vào hoặc giành lại lãnh thổ. Theo tôi, họ sẽ thất bại nếu thực hiện một cuộc tấn công như vậy nhưng họ vẫn tiếp tục bắn phá vùng ngoại ô phía tây của thành phố. Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố đoạn video ghi lại màn tấn công của hệ thống pháo nhiệt áp tosh 1 a nhằm vào mục tiêu quân sự tại vùng Donbass. Đây là vũ khí khiến lực lượng tác chiến của quân đội Ukraine tại thành phố Bakhmut và nhiều điểm nóng xung đột khác thừa nhận là vũ khí nguy hiểm nhất của Nga, thường xuyên sử dụng trong thời gian gần đây tại nhiều điểm xung đột. Tờ Kiev Post dẫn lời một chỉ huy của lực lượng Ukraine cho biết, những hệ thống pháo phản lực nhiệt áp đang gây thiệt hại lớn cho lực lượng của chúng tôi tại điểm nóng chiến sự. Mỗi loạt đạn của chúng gần như không để lại sự sống tại khu vực chúng tấn công, bất kể bạn đào hầm sâu đến đâu. Cùng với sự thừa nhận về sức mạnh của tos 1A từ phía quân đội Ukraine, lực lượng Nga đang tham chiến tại Donbass cũng đã công bố video ghi lại màn tấn công vào mục tiêu quân sự của Ukraine tại đây. Quân đội Nga cho hay, đối phương ẩn nấp trong hầm hào và các căn nhà đổ nát Tuy nhiên, sống sót dưới hỏa lực của pháo nhiệt áp gần như là bất khả thi. Vũ khí này đã phá hủy hàng chục cứ điểm của đối phương trong những ngày qua. Chỉ huy pháo binh Nga cho biết, họ thường khai hỏa ở khoảng cách chỉ 5 km và các hệ thống thường là mục tiêu ưu tiên số 1 của quân đội Ukraine. Kíp vận hành pháo nhiệt áp phải tính toán phần tử bắn, khai hỏa chính xác và rút khỏi vị trí trong thời gian nhanh nhất có thể. Chỉ huy khẩu đội Nga cho biết thêm, mọi tính toán phải hoàn hảo Đối phương liên tục tìm cách truy tìm chúng tôi nhưng không thành công. Avia Pro mới đây cũng đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh đoàn xe của Ukraine bị tấn công và chịu thiệt hại nặng nề, chủ yếu là các thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp, trong đó có xe bọc thép chở quân VAB của Pháp. Đến nay không có báo cáo về thương vong của lực lượng vũ trang Ukraine, tuy nhiên thiệt hại về mặt kỹ thuật đối với đoàn xe bọc thép Ukraine là rất đáng kể. Theo ghi nhận, tất cả các phương tiện bọc thép của Ukraine bị hư hại nặng do đạn pháo Nga và rất có thể sẽ không thể phục hồi. Dựa trên đoàn video được công bố, có thể giả định rằng máy bay không người lái của Nga đã được sử dụng để xác định vị trí đoàn xe, sau đó là cuộc tập kích bằng lực lượng pháo binh. Xe bọc thép chở quân VAB của Pháp được cung cấp cho Ukraine vào đầu tháng 7 năm ngoái. VAB được thiết kế bao gồm khoang điều khiển ở phía trước, bên trái được trang bị ghế ngồi cho lái xe và bên phải cho chỉ huy, ở giữa là khoang động cơ và sau cùng là khoang chở binh sĩ. Tổng đốc Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov ngày 29 tháng 5 đã đề xuất Nga nên tiến sâu hơn vào Ukraine và giành quyền kiểm soát khu vực Kharkov nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Belgorod. Phát biểu trên kênh truyền hình Russia 24 TV, khi được hỏi về việc cần tiến hành các biện pháp gì để tăng cường an toàn cho các khu vực giáp biên giới với Ukraine, ông Gladkov trả lời. Đó là việc gắn các cốp với khu vực Belgorod, đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề nã pháo vào khu vực này. Trong khi đó, người phát ngôn địa Kremlin Dmitry Peskov không bình luận gì về ý tưởng trên, giải thích rằng vấn đề này liên quan đến các câu hỏi trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo ông Gladkov, chỉ riêng trong ngày 28 tháng 5, quân đội Ukraine đã phóng hơn 300 vật thể vào các quận ở khu vực Belgorod. Ngoài ra, người đứng đầu quận Greyvoron, ông Gennady Bondarev cho biết các cuộc tấn công đã khiến gần 400 ngôi nhà của người dân địa phương bị phá hủy từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 5. Quận này là mục tiêu của các cuộc không kích từ đầu tháng 5. Trong khi Moscow cáo buộc Kiev tổ chức các cuộc không kích, thì các quan chức Ukraine cho biết họ không liên quan đến chúng. Ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin dự đoán một cuộc tấn công mới quy mô lớn của Nga ở Ukraine có thể diễn ra vào đầu tháng 6 tới. Cụ thể, ông Prigozhin cho biết, theo kế hoạch, chúng tôi phải đến các trại giã chiến trước ngày 1 tháng 6. Chúng tôi có thể không đủ thời gian để bàn giao mọi thứ đúng hạn cho quân đội Nga, và việc này có thể sẽ mất thêm vài ngày nữa. Từ ngày 5 tháng 6, quân đội Nga nhiều khả năng sẽ nhận được chỉ thị cho cuộc tấn công mới. Theo ông chủ Wagner, sau khi kiểm soát phần lớn Ba Cửa Mút, quân đội Nga có mọi cơ hội để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trong tương lai gần nhằm kiểm soát các thành phố khác ở vùng Donbass như Kramatorsk, Slavyansk, Druskovka, Konstantinovka, Chasovya. Ông cho biết chi tiết cuộc tấn công sẽ được thảo luận trong khuôn khổ cuộc họp sắp tới của quân đội Nga. Ông tin rằng Nga sẽ đặt cho lực lượng Wagner nhiệm vụ thành lập các đơn vị dọc theo tả ngã sông Don. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.